Xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ gửi đến các bạn một video là cho cá ăn, nhưng mà là cho cá ăn thức ăn chìm. Thì thông thường là trong những cái đơn hàng mình gửi giao cho khách thì mình có gửi tặng kèm một gói thức ăn chìm. Đây là loại thức ăn dành cho tôm, cho nên là nó chìm. Hàm lượng dinh dưỡng của nó là rất là cao, trên 40 độ đạm, và tỷ lệ đạm tiêu hóa cũng rất cao. Mình đã chứng thực bằng cách sử dụng cho cá mình ăn. Thì trong những video trước thì mình cho ăn thức ăn nổi, còn hôm nay là mình sẽ quay video cho thức ăn chìm. Tất nhiên nó sẽ có sự khác biệt giữa thức ăn nổi và thức ăn chìm, và mỗi loại nó sẽ có những cái ưu việt nó khác nhau. Đây các bạn, thức ăn chìm thì nó sẽ chìm dưới đáy luôn, và cá nó ăn suốt ngày luôn các bạn. Chỉ cần cho ăn như này thì chừng nào mình thấy cá nó ăn hết mình cho ăn nữa, mình không có bằng tâm với cái chuyện mà thức ăn nó bị rã hoặc là hư nước hoặc là gì đó, nó không có dơ nước đâu các bạn. Thức ăn cho tôm thì cái phẩm chất nó rất là cao, nó có độ cái dính rất tốt, cho nên là nó sẽ không có bị rã ra trong nước đâu, dù để một ngày, hai ngày, một tuần nó không rã đâu các bạn. Nên các bạn cứ cho ăn thoải mái, chỉ cần đổ xuống như vậy là cá nó ăn đó. Mà khi cá nó ăn nó sẽ quậy cái phân đi chỗ khác, quậy cái phân nó gom đi chỗ khác này, đây là chỗ phân nó gom vô này, thì nó cũng không có dơ cái đấy đó. Nó ăn thoải mái. Cho ăn thức ăn chìm thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là cá của bạn nó sẽ phát triển rất đồng đều, tại vì nó ăn mỗi ngày mà. Nó ăn, con nào cứ đói thì cứ ăn, đói thì cứ ăn, no thì nghỉ, đói ăn no nghỉ, thì cá nó sẽ lên rất là đồng đều. Đó. Và cái màu sắc thì nó cũng rất là đẹp. Đối với cá kiếm thì màu sắc của nó phụ thuộc không những vào thức ăn mà vào bộ gen cá và cái môi trường mình nuôi nữa. Nước trong là cá nó sẽ màu lên rất là đẹp. Đây, như nước mình nuôi cá rất là trong. Đây này các bạn, ăn chìm dưới này. Ăn dưới đáy. Cái này mình ăn dưới đấy nữa không? Còn no rồi thì bơi ra ngoài. Còn nào chưa no thì sẽ bơi lại ăn. Đó. Cá cứ ăn như vậy, cứ ăn như vậy miết thì nó sẽ lớn. Đây các bạn. Đây, thấy mình lại thì nó bơi vào khác. Đây, con nào đói thì lại ăn. Còn no thì cứ bơi ra ngoài. Đó. Cứ như vậy. Thì mình sẽ so sánh một chút sự khác biệt giữa thức ăn chìm và thức ăn nổi. Như vậy, thức ăn nổi thì cá sẽ gom ăn tập trung rất là nhanh, tại vì đã nổi mà cá thì nó sẽ bơi lên trên, tập tính nó ăn lên trên, hướng lên trên nó ăn thì rất là tốt. Thả vô nó sẽ ăn liền. Và con cá thức ăn nổi nó sẽ ăn được nhiều thức ăn hơn thức ăn chìm đó. Nó sẽ nhanh hơn, có nghĩa là bỏ thức ăn nổi xuống thì cái lượng ăn của nó sẽ nhiều hơn lượng ăn của thức ăn chìm. Ví dụ như một ngày mình cho ăn tổng thức ăn chìm của tất cả các bể nhà mình là khoảng 1 kg, 1 kg thức ăn cho tổng các bể, các khu cho cá kiếm thì 1 kg đó. Thì đối với thức ăn, nếu dùng thức ăn nổi mà cho ăn tối đa của nó thì nó sẽ hơn 1 kg, hơn 1 kg một ít, có nghĩa là thức ăn nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên là thức ăn nổi nếu hôm nay ăn nhiều á thì nước nó sẽ bị dơ. Đó, nước nó sẽ bị dơ, giờ là có bán dầu hoặc là nó không hết thì nó sẽ tấp vô cái gốc, thì cá không hết mà nó sẽ bị chìm xuống đấy và nó rã ra. Cho nên tùy tình huống mà mình sử dụng thức ăn chìm hay thức ăn nổi. Mình thì sử dụng cả hai, thức ăn chìm và thức ăn nổi sử dụng cả hai luôn. Nhưng mà theo đánh giá của mình, nếu như các bạn nuôi mà không cần phải nuôi quá nhanh để cho cá nó lớn nhanh để xuất á, thì các bạn nên cho thức ăn chìm. Còn cá ăn thức ăn chìm nó sẽ quậy cái đáy và cái đáy nó sẽ không bị dơ luôn. Nó quậy cái đáy cho cái khoang nó nổi lên và cái lặp nó hút luôn. Nó cùng với thức ăn thì nó nặng thì nó không có hút được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like và nhấn subscribe để cập nhật những video mới nhất.
có cái mới hoặc là những cái thông tin mình cần muốn chia sẻ với các bạn, mình sẽ đăng lên kênh YouTube Trại Cá Cảnh Quan Tâm và fanpage Trại Cá Cảnh Quan Tâm. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.